Ok, chào anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với Leo. Và mình trở lại bên Max Arena cũng đang mấy ngày rồi mình chưa chơi. Hôm nay vào chơi cho nó đỡ ghiền anh em ơi. Đây chính là game mà khi mà mình War Robot nó có chuyện gì mình sẽ chuyển qua đây đấy. Thật sự luôn. Ừ, mình chuyển qua đây. Mình đang ha. Chung thì lâu lâu mình chơi thì anh em cũng không nói gì đâu, tại vì mình cũng không có nhiều thời gian để chơi game này. Game kia nó nhiều view hơn. Thêm một cây mini nữa hả ta? Cái này là gì? À, nâng cấp hả? Thôi, bây giờ mình cũng không nạp nữa đâu, anh em không có tên trí đâu mà nạp nữa đâu. Anh em bảo là nó có sự kiện gì đó cuối tuần nhưng mà thực tế thì mình cũng chưa biết. Coi sao. Cứ vào coi sao. Ô, phá tự động. À, mà cũng chả gì ngon. 2.000 này. À, đây. Thắng 8 trận chiến xong một cái nữa là mình được đó là 800 rồi. Ấy cứ mở. Đáng lẽ là nhiệm vụ là mình đã làm xong từ 2 ngày trước rồi nha anh em, nhưng mà mấy hôm nay mình bận quá, mình không có làm hết được. Mình không có thời gian làm cho nên là thôi. Ủa vậy là hết rồi hả? Vậy là hết sự kiện Derry. Cái xu này là cái gì ta? À, đến cuối thì nó sẽ có gì? Cũng chả có gì ngon hả? Thôi kệ đi. Ô đây là gì? À, ghép à. Ô, cũng khá là nhiều sự kiện ha. Cái này là con ô cái gì đây, con robot mới hả ta, hay là nó là redeemer cả? Đây là gì? Cái này là robot mới hả? Đúng rồi, nó không giống con nào cả anh em ạ. À, chắc là robot mới rồi đúng không? Để tôi vô tôi coi thử coi trong xưởng đồ kiểu gì cũng có. Đây này, mimicker. Nhìn hơi giống con redeemer ha, chắc là anh em với redeemer. Rồi anh em, hôm nay mình tiếp tục trở lại chơi. Con nhỏ này thì mình sẽ đổi ra, mình sẽ lấy con khác. Nói chung thì mình có một vài con robot khác nhưng mà cũng không có nhiều đâu, có nhỏ thôi. Hay là làm tí nhiệm vụ ta. Tango này, Tango được tí năng lượng thì hơi ít. Con này nó cũng nhiều, hay là mình chơi slingshot lại đi. Ủa, hình như anh em nói là pháo băng nó được bán rồi đúng không ta? Để mình coi lại coi. Coi lại coi. Pháo băng. Pháo băng nó bán là tín dụng rồi đúng không? Mình coi coi nào. Đâu ta? Đây. Wow, pháo băng bán được tín dụng rồi nè anh em. Pháo băng 8 này nó hơi mắc. Cái này pháo băng 10 nó chỉ có một thôi. Nhưng mà cũng ngon ha. Được. Cái này đáng mua nè. Cái này mới đáng mua nè. Rồi, tôi để dành tín dụng một tí. Thôi kệ, để con nhện như thế này đi. Cũng đẹp rồi. Hay là mình chuyển bắn tỉa qua bên Bander ta. Lâu rồi không chơi Bander bắn tỉa. Đúng rồi, vô tôi lấy cái anh bìa cái đây. Đây. À, mình phải vô. Đúng rồi, lâu lâu mình vẫn đây. Chụp tấm hình lại. Đẹp đấy anh em ạ, à, đẹp đấy chứ. Rồi. Ok rồi, bắt đầu chơi luôn nha anh em. Hỏi nó nhiều nữa để mình coi có ai chơi. Khôi này. Nguyên Akira, ông này hình như là con cao lực chiến là cũng hơi kệ, mời tiếp đi, mời đi. À, dự tính là mình có chơi lại nữa là tốc chiến đây anh em, tốc chiến và mobi và liên quân mobi nữa, mình có chơi hai đó nữa nha. Astromech này. Hey, hi. Mình sẽ chơi tầm mấy trận thôi, cũng không có nhiều đâu. À, ok đủ rồi nha anh em, một cái cứ điểm nữa là đẹp. Này được chơi bên này thì âm lượng nó hơi to. À rồi 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 rồi, map này tôi chơi hết sấy ghiền luôn nè.
1, go, let's go. Ôi trời ơi, chèn tôi cái lắc máy luôn vậy, đã trưởng chưa. Mấy ông này không có mod, chắc là một băng là đi quá biết ngay mà. Oh, mấy ông này không có mod ta. Skin đồ lên. Trời đất ơi, quá trời khó xáy luôn. Boom. Không có mod là tôi bắn là chết. Hình như là mấy chả là máy đấy anh em ạ, không phải là người thường rồi. Úi giời ơi, bắn ra chết luôn kìa. Không 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 không. Ô hay quá. Còn có giết được nó không? Giết được để tôi. Boom, hay quá anh em ơi. Nhưng mà trụ thì nó hơi mất nha, từ từ. Anh em bảo là bắn với chân. Mấy chân nhưng mà mình bắn dễ hụt lắm. Bắn với chân hơi khó canh một tí. Mấy bên này skill tu luyện của. Boom, không được. Không bắn chân được hang. Tên em hình như là phải thấp thấp như nào. Nè 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 nè. Đấy, wow. Mạnh. Yeah, thì ra là vậy, mình bắn dưới chân anh em ơi, mình phải canh dưới chân của nó. Coi nè, coi nè, coi nè. Ây da, chân này thì hơi thấp. Oh shit, không chết kìa. Ờ hay quá. Từ từ từ, đây đây đây, coi chân nè, coi chân nè, coi chân nè. Boom, wow. Boom, đấy, quá mạnh em ạ, à. Quá mạnh. Quá mạnh. Quá xịt. Ây da, tự trúng này vậy. Sao sao, có anh em chơi hóa sấy chung tôi thấy vui rồi. Từ từ từ, để tôi chơi một viên với chờ đó. Đấy, wow. Oh, nhưng mà hơi khó canh một tí, chắc là mình nên luyện cái skill này anh em ạ. À. Bắn dưới chân bắn lên. Cái gì cũng phải từ dưới chân đi lên đúng không? Đâu rồi? Đã thủ rồi. Đây 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 đây. Sengoku. Yeah. Boom. Từ từ từ. Bắn dưới chân. Đó, ngay MVP ngay, nhưng mà mình chưa giành được cái trụ nào cả. Vẫn chưa làm được cái nhiệm vụ. Thôi trận sau đi, cố gắng trận sau đi. Cố gắng trận sau giành cái trụ đi. Đấy, đấy, đấy. Wow, quá trời nhiệm vụ luôn. Tuyệt vời, con lành, cành đào. Có anh em chơi pháo sấy trùng, tôi thấy vui lắm. À, hàng tuần này, bây giờ chỉ còn một cái trụ đó thôi là xong cái nhiệm vụ này, là lụm ngay. Sự kiện này còn kéo dài bao lâu đây? À còn 11, còn 11 tiếng nữa hả? Thôi không kịp rồi, thôi kệ đi, được nhiêu hay mấy nhiêu. Chứ sao giờ, đâu rồi hỏi nhiều. Đang có sự kiện mà mấy hôm nay mình tăng cao quá, mình lặn không được anh em ơi. Mình không có chơi được. Hơi buồn. Nhưng mà không sao. Kệ đi, vô làm tí nhiệm vụ là tôi thấy vui rồi. Đấy. À, để coi nè. À rồi. Ok nha, bây giờ Devon, Astromap này, ông Khôi này, ông Solo này mạnh quá không mời đâu. Thịnh nghèo. Rồi, vô thì vô, không vô thì thôi nha anh em. Mình cũng rồi. Ok. Astromap là ADF luôn ha. Oh shit, what? Cái gì đây? Sao lại nhảy lực chiến như thế này? Đùa à? Trời ơi, cái gì 7k giờ ho ho, 7k tôi chơi không nha. Chơi không lại luôn nha, ông ơi là ông. Thôi để ông gánh thử ra được không? Hi hi. Dạ anh em ạ, chơi 7k luôn, liều luôn. Liều ăn nhiều. Không liều thì ăn ít. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Ô, cái map mới này. Wow.
Đấu trường La Mã đúng không? Cái trụ trung tâm kìa. Ôi cái map này hơi rộng nha anh em. Để cho tôi xin cái trụ, cho tôi xin. Cho tôi xin với. Wow, cái map đẹp vãi anh em ạ. Bên kia có con gì nó bay bay nữa kìa. Vãi cả chữ. Thiệt luôn. Ok rồi, xong cái nhiệm vụ rồi, tôi vui rồi, tôi không cần gì nữa hết trơn trời. Hình như mình ơi, hình như có leo đó được luôn đúng không? Đẳng cấp vậy. Từ từ từ, rồi mới vô ông Nguyên Akira, ông Khôi bay màu rồi, đẳng cấp phải chuẩn à. Map này thiên đường của bắn tỉa em luôn quá. Có thể á. Tự nhiên ông Thuận ông nhảy một phát lên cả mấy trăm lực chiến, tụi con tôi hết hồn. Hay là mấy bạn này mạnh quá nè em ơi. Không chết luôn. Hay ra để dành cái trụ đây thì coi có. Ừ chết rồi. Hên là nó còn màu trắng. Bắn như thế này trúng ta. Không trúng rồi. Trúng này. Wow. Tôi vẫn chơi được, Giờ này tôi vẫn chơi được. Nhưng mà anh em phải giành được trụ bên kia nha. Tôi đang cố gắng, đó. Chậm thế. Chết này. Là nó chưa giành được trụ màu xanh. Trụ màu đỏ. Có thể là có một thanh niên đang đi lên. Elip. Nó bắn tôi chắc xỉu quá. Rồi, tôi mời ông Thuận vào không ổn lắm rồi. Nó rớt rồi, nó rớt rồi. Shit. Trời ơi, đồ full sao hết rồi, ông Thuận ơi, ông báo tôi rồi. Chết tôi rồi, ông Thuận ơi, Thuận à. Được rồi, chẳng sao không mà không nữa nè. 7k lực chiến hay mới gọi là full luôn là còn gì nữa đâu mà chơi chứ sầu. Thôi kệ, vô làm tiếp nhiệm vụ tôi thấy vui à. ổn. Bắn như thế này là gọi là tạm ổn rồi. Đòi hỏi gì thêm hết trơn trời. Giết được mày là vui rồi. Bắn. Ây da. Nó mạnh kìa trời. Trời ơi, khiếp thật sự. Cái con Elip này với tia trọng lực nó mạnh vãi chỗ này mà. Thiệt sự luôn á nha. Tôi thấy cái combo này của nó phải gọi là đỉnh luôn á. Quá đỉnh luôn. Nhưng mà thôi, giành được trụ, giành được cái này là ok. Rồi, có thể là một trận nữa là đẹp. Một 120 bản thiết kế, bây giờ tôi kiếm đâu ra ta. Rồi. Đấy. 120 bản thiết kế. Có nước vô cửa hàng mua. Được nè, mở một cái xu thì nó mở cái gì ta? Có mở thưởng hay gì đó không? 120 bản thiết kế, bây giờ 25 mảnh nè. Mua luôn. Bây giờ ở đây 5 mảnh nữa nè. À đủ rồi anh em ạ, 120 bản thiết kế đủ rồi nha. Vậy là full nhiệm vụ hàng ngày luôn, ngon lành. Trời đất ơi. Hiện tại mình vẫn chưa có định hướng được là mình nên đăng cái gì tiếp theo. Hình như là tôi có được một cái xu gì đó đúng không? Không có. Con boss này nhìn lại vậy phải gọi là vãi chửa này mà. Tự nhiên nó có cái đầu như thế nhìn là lạ sao. Ủa ông Thượng nè, nãy ông nhảy lên 7k lực chiến, giờ ông xuống còn 1.800 rồi. Phải chửa thiệt, mấy anh em này hạ lực chiến ghê quá. Rồi ok, đủ nha anh em. Đủ full người rồi. Rồi trận cuối.
Tại vì Max Arena thì mỗi ngày mình chơi tầm 2-3 trận thôi, không nhiều. Ôi lại map này nữa này, trời ơi. Thôi kệ chơi luôn, sợ gì mưa rơi. Xong nhiệm vụ chiếm trụ rồi nha, bây giờ mình cũng không lo nữa đâu. Cái map này công nhận nó làm đẹp đấy, làm đỉnh đấy. Y chang của người ngoài hành tinh vậy nè, mà trong mấy phim khoa học viễn tưởng này. Này đây có chiếc tàu không gian khổng lồ này. Đúng không? Vãi chưởng thiệt, công nhận chế tạo mấy map này cũng xịn đấy. Giống như một cái tháp triệu hồi của Wonder. Này y chang như mấy map đá tháp triệu hồi của người ngoài hành tinh vậy nè mà. Định đi đâu đấy? Trời đất ơi, em định đi đâu? Tôi quắn ông rồi là té lửa luôn chứ ông đi tới đâu. Wow, quách đời heo nó né cái bụp luôn rồi. Ghê thiệt. Nó lách qua cái một luôn anh em ạ. Vãi cái chứ. Oh shit, không trúng rồi. Để bắn từ đây coi nó có rớt đâu trúng không? Trúng luôn. Trúng luôn nha. Boom, không đau lắm. Giết nó đi, trời ơi. Ừ. Ôi có một thằng nó cầm đó là phóng đĩa rất là mạnh anh em à. Ờ à, đây 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 thấy rồi thấy rồi thấy rồi. Ghê vậy ba. Đĩa mấy sao ạ? Cho không biết thế nào là phóng nè. Phóng không? Nhưng mà vẫn mất ba trụ anh em à, phải trưởng. Ngồi đây mấy bạn. Vô dành cái trụ giữa, dành cái trụ giữa đi mấy ní ơi. Nhân VIP. Hai bắn đi. Trúng luôn. Hai phải được. Ôi, cẩn thận, cẩn thận. Exit, 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 exit. Boom, không chết, không chết, không chết. Cảm ơn đã hồi máu nha. Rất cảm ơn. Ôi trời ơi. Tới lúc phải đi rồi đó. Wow. Trụ lại đi mấy anh ơi, game này không ổn lắm đâu. Có ai đó rình bắn tôi hoài á. Ông Nhân này đúng không? Biết mà biết mà. Ông đang canh tôi đấy anh em ạ. Trụ đi mấy anh ơi. Dưới này ai đây? Nhớ canh tôi, nhớ canh tôi, cẩn thận. Trúng này. Cẩn thận nhân nha. À, cuối cùng bị giết. Khó chịu. Bạn chơi game ổng quá rồi mà ơi. Ở trên này đúng không? À, what? Tại sao không thấy ổng? À, trời ơi. Tức thiệt chứ. Đứng ở trong này chứ gì. À, trời ơi. Trời ơi, tức. Không ai giết được ổng cả. Và team tôi cũng vậy. Team tôi quá tệ. Làm sao đây? Ôi tanker nó cầm pháo xe 8 nó bắn gọi là như tao đứng gần ngay nào bắn tao được bị bắt luôn hả? Oh shit. Ghê à, đúng là đặt tên nhân VIP có khác đồ VIP phải nói luôn. Tự nhiên mình đổi thành con nhện này nó hơi phế anh em ạ. Chơi map này hơi phế thật sự. Trời đất ơi, thôi rồi hai con Gorian luôn chết tôi rồi. À. 30 seconds remaining. Reloading.
Mình phải đổi thưởng thôi. Con nhện này yếu quá. Chơi bắn tỉa e rồi nó càng yếu hơn nữa. Ôi, khiếp thật. Ngộ ha, mấy bạn này lực chiến cao hơn tôi mà không bao giờ mấy bạn giành MVP bằng tôi được là sao? Mày chơi dở quá mấy bạn ơi. Mấy bạn dở quá, thiệt là tình mấy bạn. Tôi buồn mấy bạn quá. Chuẩn bị nghỉ rồi thì có thanh niên mời nữa. Giờ chơi của mình nó không cố định nha nè. Thiệt. Tôi chơi giờ nào là tôi làm video giờ đó à. Chứ mình không có cố định, mình không có hẹn trước đâu. Anh em đừng có săn mình làm gì mệt, mất công. Tôi không có nói trước được giờ nào tôi chơi đâu. Lâu lâu hứng thì tôi vào. Đấy. Ok, rồi. Video mình tới đây kết thúc rồi. Hẹn gặp anh em vào những video sau nha. Thôi được rồi, chơi với ổng thì một trận nữa đi coi thế nào. Cũng nhắn mình lâu rồi. Vào đi. Chơi đi, ok. Đừng có chào nữa. Trời ơi, anh em vào thẳng trận như mình luôn rồi. Đừng có hi nữa. Tôi gặp nhiều rồi. Anh em có hai này kia rồi, hello đồ này kia đó. Đừng hỏi thăm tôi nữa, tôi mệt lắm rồi. Trời ơi trời. Cũng được. Bạn muốn chơi gì chơi. Bạn ơi về vào mà. Đừng 2v2 là được. Đây anh em, trận cuối diệt 20 robot trong trận chiến cứ điểm. Hên quá nó không cho map nãy. Tôi còn chưa đổi boss nữa đó. What the? Ơ? 3, 2, 1, go. Mấy bữa nay game này nó nhiều lỗi vậy. Nhiều lỗi vậy, cả trưởng ra. Trời đất ơi, mới vào tôi thấy mấy thanh niên này phải gọi là bị gõ đầu rồi nè. Giết ra đây, ui giời ơi, ui giời, hai con nhện đứng ngay cái trường lực của nó luôn rồi. Hay quá hai bạn ơi. Rồi thêm một ông nữa. Trời đất ơi, mấy bạn làm cái gì vậy không biết nữa à. Mấy làm cái gì vậy. Trời trời, cái trường lực của nó mà mấy ông lũi vào như là cái trường lực của mấy ông, tôi sợ thiệt nha. Đừng làm tôi sợ nha. Ồ, bắn khoan nửa cây luôn, hơn nửa cây luôn về. Cái trận nó ủi tôi, giết con kia sót đi. Ông Khang đâu? Trời ơi, ông Khang à. Trời ơi, ông Khang à, ông Khang. Khang ơi là Khang. Cái gì vậy Khang ơi? Đứng nhìn nó bắn tôi như là nhà của nó vậy á. Ai, không có Mongolian mình hơi khó chơi anh em. Khó chịu nó kìa. Trời ơi. À. Cái gì vậy không biết nữa. Trời ơi, Sentinel bọn cầm không thấy, đỉnh vãi chửi ông nội. Sao không thiệt. Sao không thiệt luôn. Trời ơi, dính cái mod nó rồi, không chết kìa. Mình không thể vào trụ được. Thôi liều. Biết sao giờ, tôi sống nổi nữa đâu. Thì nghe mấy bữa nay mấy anh em nào lực chiến cao hơn tôi mà sao mấy anh em chơi mà không đánh được tôi vậy.
Thiệt là tình, mấy bạn có thiệt là lực chiến cao như vậy không vậy? Mấy bạn có phải là cái độ lực chiến đó là thiệt không? Tôi thấy nghi ngờ mấy bạn quá à. Mình không chơi nổi anh em ạ. Sự quá. Sao quá rồi. Nó bị thọt robot hay sao? Robot tôi mất 3 sao à. Nhiều ông Khang nữa. Ông Khang này là chiếu không cao mình là mấy. Hôm nay thua nhiều quá trời thua. Vậy mà tôi vẫn MVP. Tôi không hiểu mấy ông thiệt. Rồi được rồi. Ok. Video mình tới đây kết thúc luôn nha anh em. Hẹn gặp anh em vào những video sau. Mệt quá. Ăn hành nhiều quá. Chịu rồi. Khó quá. What the hell? Rồi. Ok. Dậy đi. 141.000 để anh em. Rồi, tạm biệt anh em nha.